Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Số 49. Chuyện các vì sao. Tiền thân Nakata. Chờ đợi các vì sao. Câu chuyện này khi ở tại Kỳ Viên, Bậc Đạo Sư đã kể về một người tà mạng ngoại đạo. Theo truyền thuyết, một thiện nam tử ở thôn quê hỏi cưới cho con trai mình cô con gái một gia đình ở xá vệ và hẹn ngày cưới. Khi đến ngày ấy, ông hỏi một kẻ tà mạng ngoại đạo thân tín với gia đình: "Thưa tôn giả, hôm nay chúng con sẽ làm một lễ phù hợp ngày lành, vậy các vị sao có tốt không?" Vị này tức giận suy nghĩ: "Người này không hỏi ta trước, đã quyết định ngày nay mới hỏi ta, ta hãy cho nó một bài học." Vị ấy nói: "Hôm nay các vị sao không tốt, chớ nên làm lễ hôm nay. Nếu làm lễ sẽ có nạn diệt vong lớn." Các người trong gia đình ở thôn quê tin vị ấy và không đi đến rước dâu trong ngày ấy. Trong khi ấy, những người thuộc gia đình nhà gái ở thành thị đã sửa soạn tất cả để làm lễ cưới. Thấy các người kia không đến, họ nói: "Chính họ quyết định ngày hôm nay, do họ không đến, chúng ta đã phí tổn rất nhiều. Họ là hạng người gì? Chúng ta sẽ gả con gái chúng ta cho một người khác." Rồi họ gả con gái cho một người khác và làm lễ cưới như đã được sửa soạn. Vào ngày hôm sau, đám người thôn quê đi đến và xin rước dâu. Những người ở thành xá vệ nói: "Các ông gia chủ sống ở thôn quê là những người độc ác. Chính các ông đã quyết định ngày, lại khinh thường chúng tôi và không đến. Các ông hãy về lại theo con đường các ông đã đến. Chúng tôi đã gả con gái cho người khác rồi." Họ mắng những người kia như vậy, nhưng những người kia cũng mắng lại, rồi cuối cùng cũng đi về theo con đường họ đã đến. Bây giờ các tỷ kheo biết được toàn bộ câu chuyện ấy và tâm trách những kẻ tà màng ngoài đạo ấy đã làm trở ngại lễ ngày lành của những người kia. Các tỷ kheo ngồi hội họp trong pháp đường nói: "Này các hiền giả, kẻ tà màng ngoại đạo kia đã làm trở ngại ngày lành của gia đình ấy." Bậc Đạo Sư đi đến và hỏi: "Này các tỷ kheo, hôm nay ở đây các ông ngồi hội họp bàn chuyện gì?" Khi biết được câu chuyện ấy, Bậc Đạo Sư nói: "Này các tỷ kheo, không phải chỉ nay kẻ tà mạng ngoại đạo ấy mới làm trở ngại ngày lành của gia đình kia. Thuở trước, kẻ ấy tức giận họ và cũng làm trở ngại ngày lành." Nói vậy xong, Bậc Đạo Sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, khi vua Ramadatta trị vì ở Ba La Nại, những người dân ở thành phố xin cưới cô con gái ở thôn quê đã định ngày cưới và hỏi một kẻ tà mạng ngoại đạo, bạn của gia đình: "Thưa tôn giả, hôm nay chúng tôi định làm lễ ngày lành, vậy các vì sao có tốt đẹp không?" Người tà mạng ngoại đạo tức giận suy nghĩ: "Những người này đã quyết định ngày theo sở thích của mình, nay mới hỏi ta, vậy ta sẽ làm trở ngại ngày lành của họ." Kẻ ấy nói: "Hôm nay các vì sao không tốt, nếu các ông làm lễ, các ông sẽ gặp nạn diệt vong lớn." Họ tin kẻ ấy nên không đi đến. Những người ở thôn quê biết được họ không đến liền nói với nhau: "Nay họ đã định ngày nhưng lại không đến, họ là hạng người gì đối với chúng ta?" Và họ gả con gái cho người khác. Những người ở thành phố đến vào ngày sau và xin đón con dâu. Những người ở thôn quê nói: "Các ông, những người ở thành phố, là những gia chủ không có liêm sỉ. Chính các ông định ngày nhưng không đón con dâu. Vì các ông không đến, chúng tôi đem gả con cho người khác rồi. Chúng tôi hỏi một vị đạo sĩ, biết được các vì sao không tốt nên chúng tôi không đến. Hãy cho chúng tôi rước dâu. Vì các ông không đến, chúng tôi đã gả nó cho người khác rồi. Nay làm sao lại có thể dắt nó về được?" Trong khi họ đang cãi nhau như vậy, một người hiền trí ở thành phố đi đến thôn quê vì một công việc gì đó, nghe kể lại câu chuyện ấy liền nói: "Có nghĩa lý gì là các vì sao? Được người con gái đâu có phải nhờ các vì sao?" Rồi người hiền trí đọc bài kệ này: "Chờ đợi các vì sao, kẻ ngu hỏng điều lành. Điều lành chiếu điều lành, sao trời làm được gì?" Các người ở thành phố cãi lộn xong, không rước dâu được, đành ra về. Bậc Đạo Sư nói: "Này các tỷ kheo, không phải chỉ nay kẻ tà mà ngoài đạo này mới làm trở ngại ngày lành của gia đình ấy. Thuở trước cũng đã làm rồi." Sau khi kể pháp thoại, Bậc Đạo Sư kết hợp hai mẫu chuyện và nhận diện tiền thân như sau. Thời ấy, kẻ tà mà ngoài đạo là kẻ tà mà ngoài đạo hôm nay. Các gia đình ấy là một. Người hiền trí nói kệ là ta vậy. Ha ha ha.
问什么的说